Boom Bop Audio hôm nay tiếp tục lại lên sóng thêm một em Tech A6003 chạy băng 7, băng 10, 4 track 2 chiều. Máy còn rất là đẹp. Mình về thành phố đây đẹp anh em nhé. Cho buổi hôm nay đời chỉ có ta thôi. Tin yêu chưa lần nói mà từng chân bước vào rồi. Khi bài tâm mình đã cho nhau vì nhau mà tới đời. Đầu cối tất cả A 6300, bên shop em bán ra với giá là 15 triệu, 15 triệu cho cái đầu cối đầu không anh chị em nhé. Giá là chưa tính húp và xương băng. Anh chị em có nhu cầu húp và xương băng bên em cũng cung cấp luôn. Bên em chỉ giao bán đầu không, đầu Tech A 6003 chạy 2 chiều, chạy băng 7, băng 10 rất là đẹp. Bên shop em bán ra với giá là 15 triệu. Mình về thành phố đây rồi, trốn ăn trốn chơi là mật người, cho bỏ ra lão ngần này phép sống chơi. Dù phong sương đầy áo mà lòng nghe ước muốn lên cao. Đi lính xa đánh giặc từng giờ, tiếp trăm lá thư để hẹn hò. Cho buổi hôm nay đời chỉ có ta thôi. Tình yêu chưa lần nói mà đường yêu chân bước vào rồi. Khi mày tâm lên đường ngồi đã cho nhau về nhau mà thôi. Em đang ghép con đầu cối với âm ly Samsung QR6500. Mình trở lại với đơn vị. Âm ly cũng còn rất là đẹp. Nhung nhớ ngập lòng. Âm ly Samsung QR6500 bên shop em bán ra với giá là 16.500.000. Đầu cối Tech A 6300 chạy 2 chiều, băng 7, băng 10, 4 track. Bên shop em bán ra với giá cái đầu không là 15 triệu.
anh em có nhu cầu có thể alo cho em theo số 0904997890. Em xin nhắc lại cái giá tham khảo cho đầu cối tách A 6003 là 15 triệu và con âm ly Sansui QR 6500 đẹp xuất sắc bên giúp em bán ra với giá là 16.500.000. Anh chị có nhu cầu có thể alo cho em theo số 0904997890. Hôm nay em đi, em đã đi rồi. Bao nhiêu yêu thương em đã tan rồi. Tôi yêu, yêu tóc em xanh. Máy rất là còn đẹp, vỏ gỗ, vỏ gấp. Tôi yêu đôi mắt lòng. Quay sau sao em nỡ bỏ cho đời. Em ơi, em ơi không nhớ. Điện 100V. Vâng, anh chị em có nhu cầu alo cho em theo số 0904997890. Xin cảm ơn toàn thể anh chị em đã quan tâm và theo dõi kênh test audio của Bobo. Xin chào và xin hẹn gặp lại.